Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác đó là cái khi bạn bị không vào được game mất hack. Hiện ra cái trường hợp này rất là nhiều rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Thì cái đường link mua hàng mình có để dưới phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp Zalo của mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần vào một memory stick thôi. Khi mà cái trường hợp này á, nó xảy ra khi mà các bạn nhấn select nè, nó không hiện các bạn. Ok. Thì các bạn nhấn vào đây. Đó, khi mà các bạn vào một cái game nào đó đi, game nè, các bạn bấm vào thì nó sẽ báo là the copyright này không vào được game này, đúng không? Ok, các bạn sẽ nhấn vào mục này, thao tác duy nhất Control Fast Glory, bấm X, bấm màu số máy nhấn X, số máy nhấn O, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi là nó sẽ tự động nó chạy là hết cho các bạn. Một số trường hợp nó bị như vậy là bị sụp nguồn, háo pin ra. Đó, thế thôi. Mấy các bạn lại nè, đó, các bạn nhấn select nè, đó, thì mình đồ, máy mình đã hack rồi, rất là đơn giản à, đó, mình đã có lại game rồi, thì cái game này mình đã cập nhật một số game mới nhất rồi, cho các bạn rồi, ok, thì video cách hướng dẫn cách cài game mình có up lên trước rồi đó, các bạn có thể xem để thao tác để cài game. Hoặc các bạn có thể cần mua hay nhớ, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, hoặc mua máy có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì đường link mua hàng mình có để dưới phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng giúp mình hoặc liên hệ Zalo trực tiếp với mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.